Bitcoin có bị cấm ở Việt Nam hay không? Theo Điều 6 khoản 1 Nghị định số 80 năm 2016 thì quy định những phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt bao gồm xét, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và những phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định này thì Bitcoin không được coi là phương tiện thanh toán, do đó thì việc cung ứng, phát hành và sử dụng Bitcoin là không hợp pháp. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là Bitcoin hay là những đồng tiền mã hóa khác như là Ethereum, Binance, v.v. không được xem là tiền, do đó thì không thể dùng chúng làm phương tiện thanh toán. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà các bạn đi cà phê hoặc là đi siêu thị mua đồ chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng tiền mặt để thanh toán, có thể dùng ví Momo điện tử, hoặc là có thể dùng VNPay, hay là Zalo Pay, hay là quẹt thẻ chuyển khoản ngân hàng v.v. Nhưng tuyệt đối không thể dùng Bitcoin hoặc là bất cứ đồng tiền mã hóa nào để trả tiền, như vậy là vi phạm pháp luật. Ngoài ra thì Ngân hàng Nhà nước có chỉ thị là cấm ngân hàng và các tổ chức tín dụng xử lý giao dịch liên quan đến crypto. Có nghĩa là sao? Là bạn không thể mua bán crypto với ngân hàng, và ngân hàng cũng không thể cung cấp bất kỳ một cái dịch vụ nào liên quan đến crypto cả. Cho nên cần lưu ý là chưa có pháp luật quy định rõ ràng, cho nên ví dụ mà bạn giao dịch ở đâu đó mà xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp này kia, bị scam thì cũng rất khó để pháp luật có thể nhảy vào để giải quyết. Như vậy thì chốt lại là việc sử dụng Bitcoin như một phương tiện thanh toán thì sẽ là vi phạm pháp luật. Còn về việc đầu tư Bitcoin và những loại tài sản mã hóa khác thì vẫn chưa có quy định điều chỉnh.